Em xin chào cả nhà nha. Hôm nay là ngày Tết Đoan Ngọ. Nhà em nghỉ một hôm em về cùng gia đình ăn Tết Đoan Ngọ. Trước tiên là em chúc cả nhà mình ăn Tết thật là vui vẻ, ấm áp bên gia đình nha. Hôm nay em làm rất là nhiều món. Thứ nhất là em ăn Tết cùng gia đình, thứ hai là em cũng ăn mừng 1.000 subscribe nha cả nhà. Em cũng đủ lâu rồi nhưng mà em cũng sắp xếp thời gian em mới ăn Tết được và ăn mừng được ha. Này là món thịt nướng nè, này là ghẹ hấp sả, Cái đũa lên lo. cái này là vây cá hồi nướng sa tế, và đây là chả ram, tôm nướng, và cái này ốc, cái này con ốc gì đây mình quên rồi, là hấp lá chanh và sả nha cả nhà, và tráng miệng là có cam và dưa hấu. Và đây là nồi gà nấu lá é của mình nè, măng, cái này là gà nấu lá é với măng chua với nấm bào ngư nha cả nhà. Này là bún, rất là nhiều món. Đây bây giờ là cả nhà em cùng ăn Tết và ăn mừng 1.000 subscribe của em nha. Bao khó khăn vất vả bây giờ hôm nay mới được ăn mừng. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều, cả nhà đã ủng hộ em được thành công như ngày hôm nay nha. Bây giờ em mời cả nhà cùng ăn tiệc với cả nhà em nha. Hôm nay nhà em ăn Tết là có thêm nhà của dì nữa nha, nhà dì của mình nè, dì bên chồng á, nên là mấy đứa em nó cũng ở xa nó về nó ăn Tết nửa năm cùng gia đình này. Sao mà lấy chiếc trong tủ? Không, hai ba lấy thêm ba hai cá rồi ăn ba cá nữa. Con lấy bà lấy chiếc mới cho. Rất là đông vui nha cả nhà. Hôm nay em làm một cái mẹt luôn nè. Đó. Cua lên không nặng như thế. Sao đủ dữ vậy con? Đây, chén đẹp của gì nè. Không bỏ qua ngoan bản. Bây giờ cầm chanh cho con đó. Điểm má cầm cái gì? Chụp chi? Rồi nhẹ. Tết đông vui quá hết cả nhà, cho nên em rất là thích là cái ngày tụ họp của gia đình nha. Tết được là em rất là thích, cho nên là em nhân cơ hội là em phải sắp xếp được cái lịch để em vừa ăn mừng subscribe và vừa ăn ăn mừng Tết nửa năm á cả nhà. Chỗ em gọi là Tết Đoan Ngọ. Này là hôm nay là đầy đủ nha cả nhà. Này là hải sản, thịt, cá có đầy đủ ha. Đây là em bây giờ là em gấp một miếng thịt nướng. Lâu em ăn thử ngon không nha cả nhà nha. Cả nhà cùng ăn. Rồi sao mà mấy. Này là siêu siêu đầu bếp nhà mình này đó, siêu đầu bếp nấu món lẩu gà lá é. Đó. Vì mình làm vì mình là có cái sở trường nấu gà lá é cả nhà. Tôm nướng than nó thơm. Bây giờ là em ăn thử cái con tôm nướng nè. Thịt nướng cũng rất là ngon. Thì tôm nướng này mình ướp một xíu hạt nêm á, xong mình nướng nó thấm nó thơm nó ngon lắm cả nhà.
ngủ ngủ thì đâu phải bữa nay mà trò chuyện ngủ mất thời gian. Cơm nướng ngon cả nhà. Cả nhà đang ăn cho nên mình cũng không tiện quay mặt bằng người nha cả nhà. Cho nên quay món ăn thôi. Bây giờ là chắc cả nhà mình ai cũng ăn ăn Tết rồi. Phải là Tết đâu ngờ, Tết cả năm á. Tết nửa năm. Nên cả nhà mình ăn rất là đông vui ha cả nhà. Em xin lỗi nha, Tết là nửa năm chứ không phải cả năm nha. Em nói lộn ạ. Cái món vây cá hồi nướng sa tế này cả nhà. Mày mình nướng rất là thơm. Cái này nó cháy là chỉ cái vây thôi. Thịt cho rất là thơm luôn á. Rất là ngon nha cả nhà, thơm lắm. Mình ăn thử một món này, mình ăn thịt nướng rồi. Thịt nướng này mình quay về chứ thật ra nó không có cháy đâu. Tại vì mình nướng mình không có ướp màu. Mình ướp xả ớt xanh rồi cùng gia vị thôi. Mình không ướp màu nên nó không có màu nha cả nhà. Giờ là mình ăn cái món chả ram. Mời cả nhà nha. Bây giờ là ăn tiếp tục cái món chả ram. Chả ram giòn ngon cả nhà ơi. Mình biết ngỡ kéo cho nó kéo. Mẹ nó nấu nó chơi vậy chứ gặp Đặng Quỳnh đang xem. Đặng Quỳnh đang xem hả? À, Đặng Quỳnh đang lá. Đặng Quỳnh. À, rồi vui với anh Linh đó. Chàng không? Có, ngon mà, chị ăn thử coi. Dữ quá chị chế hả Diệu? Ừ, bất kỳ tìm thấy ngon. Nãy giờ gì uống mấy ly nước luôn. Nhà tụi tôi có tập vậy, đồ ngon gì nè, ăn không được, cứ toàn uống nước không à, cứ muốn uống nước không à. Bây giờ là em thưởng thức cái món gà lại é do dì của em nấu nè cả nhà. Đây dì đẹp của em là nấu cái nồi gà lại é này. Bây giờ ăn cái món gà lại é của dì nè. Vô. Nghĩ sao mà gà bữa đây ăn gà. Này cái ngon. Này là măng nè cả nhà. Măng nè, nấm nè. Đây là gà nè, rất là ngon. Măng là măng chua đó. Gà này có ớt xiêm rồi nè cả nhà. Đây là é nè, rất là ngon nha. Gà này là nấu gà thả vườn nè cả nhà ơi, ngon lắm. Nên cái đi con ăn cho bỏ uống nè. Con ăn thôi con này. Sao không nghĩ là nó ăn của cái đứa khác. Đây cả nhà thấy mấy em của mình xinh chưa? Nó cả nhà mà xin số muốn xin số điện thoại để số điện thoại lại em giới thiệu em gái của em cho nha. Cả nhà thấy giống em không nè? Giống không? Không hề. Em mà ví dụ mà view nó giảm xuống quá đừng đủ thứ vậy. Đủ lại con nói để lại. Cả nhà mình là toàn là con gái đẹp không? Gái đẹp không đó. Ngon quá cả nhà ơi, trời ơi hôm nay em được nghỉ ngơi xả hơi vui vẻ cùng gia đình, rất là hạnh phúc, rất là vui cả nhà ơi. Mẹ có ăn miếng rùi dữ ta, bỏ ra một cục thôi đúng không? Một cục thôi. Anh giống em à? Lá chanh. Vì đứa em gái nó thương anh trai, nó múc cho một chén đầy ngốc luôn này cả nhà ơi. Không có thịt nha, có cục thịt thì chết. Đây là mấy cô em chồng nè. Đó, thương anh trai múc cho anh trai một cái chén đầy nhóc gì đó. Thấy chưa? Em ăn á, nãy giờ em ăn quá trời món no rồi. Bây giờ em ăn cái em bắp nướng này cả nhà ơi. Bắp nướng này ngọt lắm. Thì mình mua bắp tươi về mình nướng.
con mập còn nó eo à, gì mình nãy biết mua thêm đá em để giống nào. Cái clip của em dừng tại đây nha cả nhà, để cả nhà em ăn uống vui vẻ tí xíu nữa. Và em quay tới đây thôi rồi em cũng ăn uống xíu nha cả nhà. Em cảm ơn cả nhà đã ủng hộ video của em rất là nhiệt tình, để em được 1000 sub như ngày hôm nay. Em chúc cả nhà ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc nha. Bye bye cả nhà. Em mùng năm nữa. Trăm anh chém muốn bỏ tiếp nữa nha. Xe ông đổ.